Đó. Tại cô gái bên Mỹ Bắc Tân Nguyên Bình Dương xin mến chào anh em đam mê cô gái. Xin chào buổi sáng nha. Chúc mọi người ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc nha. Hôm nay em giao con 122 về cho anh trai anh Thanh Hải ở quận 5 thành phố ha. Đây, con này thì hôm qua em bắt qua đem lên cơ quan à. Trưa nay nhờ Grab đi giao ha. Rồi sáng sớm cũng được một đơn nha anh em. Bây giờ gửi cho Grab tí nữa tầm 10 giờ Grab chạy đi giao. Trong cuộc sống mà mỗi người một công việc thôi. Mình bán mình phụ trách mảng này thì người khác phụ trách mảng khác, bây giờ kêu đi ship nữa tiền để vô thẻ quá trời luôn. Phải chia sẻ cho anh em công việc á. Nói đùa thôi chứ trong cuộc sống thì mỗi người một công việc thôi, mình không thể nào kham hết nhiều việc quá, tại vì mà cũng không có thời gian, nên là cái nào gần gần thì em giao được thì em giao, còn cơ bản còn lại thì em đều nhờ anh em Grab đi giao chứ, để ảnh hưởng công việc nó. Với lại mỗi người chạy xe thì cũng quen đấy, người ta nghề chạy xe người ta chạy xe nhiều, chứ còn mình chạy nhiều chạy xa không làm được việc khác anh em. Rồi bây giờ đi gửi cho Grab tiếng Grab chạy thôi, còn trưa nay thì tiếp tục một đơn 20 con cu gửi về ngân hàng ACB Lộc Ninh nha. Tí nữa sẽ quay clip thêm nha. Tiếp theo là cặp 178 sáng chốt cho anh trai ở bến xe An Sương, là anh kêu đánh dấu dùng con trống. Thì con trống thì đơn giản thôi, con trống nó bự hơn nè, cầm ra bự hơn nè. Thứ hai là con này đuôi ngắn hơn đó. Đánh dấu dây rút trắng ha, mới cùng lụm cái cọc dây rút. Rồi con ở bên ngoài nha, có đánh dấu dây rút trắng ha. Rồi còn con mái còn lại, mái còn lại thì cũng chân cẳng ok nha. Rồi 600 ngàn lên đường. Theo thì đây là cú pháp ha, gửi cho anh trai ở ngân hàng ACB Lộc Ninh ha. 50 25 con gì 20 con chứ. Rồi sáng anh chuyển tiền đủ rồi nha. Ok, hôm nay đơn được một cặp con trống thái đen gáy gù, một cặp vân hoa đen với cặp này ha. 20 con này thì cũng được 3 đơn ấm túi, cũng được gần 3 chai nha anh em. Rồi, cuối cùng cũng xong. Rồi, gửi cho anh 21 con ha. Bữa gửi anh mà bị ngợp mất một con, nên tranh thủ gửi cho anh bù cho anh con. Rồi chúc mọi người buổi trưa vui vẻ nha, hẹn anh em clip tiếp theo, bye bye.